gửi anh Phong cây hoa trà nhá. Chỗ này em xếp cho anh là 80 cây, còn 20 cái cây nữa là cây cao hơn hẳn thế này nhiều. Hàng nhà em gọi là hết chỗ trồng rồi, thì gọi là em vẫn bán nguyên si cái giá như thế, nhưng là kỷ niệm anh. Rồi cái hải đường các thứ mà đẹp ý, hàng anh nhận xong rồi ý, thì đấy anh trồng thêm thì anh lại mua tiếp, ủng hộ em nhá. Cây đẹp không ạ? Quá là đẹp luôn ấy. Các cái cây trà này là bọn em từ cái trà ống cốc bé mà bán cốc đầu năm ấy ạ, đã ra để bầu, để to, để trồng ở nhà rồi. Nhưng mà anh mua thì lại bán thôi ạ. Đấy anh thấy không? Cái luống mà em chọn cho anh là ở rãnh này này. Bây giờ để chờ bạn ý lấy cái sọt, bạn ấy xếp rồi bạn chuyển ra xe cho anh. Nó khác hẳn với những cái cây còn lại trong luống. Nhưng mà không sao, các cây này nửa tháng nữa nó lại đẹp thôi ạ. Bây giờ đang là mùa xuân đấy, mùa cây trà nó bật lộc mạnh nên là rất là đẹp. Đó nha anh nhá, mỹ mãn chưa? Ngoài ra lại còn tặng thêm cả 20 cây trà to, cao hơn nhưng mà vẫn tính tiền giá trà thấp. Nhất anh đấy ạ. Rồi ạ, em cảm ơn anh. Có gì thì hàng xóm nhà anh hoặc là anh mua thêm thì anh lại ủng hộ giúp em nhá. Cảm ơn anh ạ.